Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Giáp An Lại à, tiếp tục một chiếc ghế Panasonic MA-103 à, mới tinh nguyên hộp mã cao cấp nhất của dòng uh, Panasonic uh, Đã được uh, Ngọc Sa An giao tới nhà khách hàng Và đây là nhà cô Nguyên ở Phùng Hưng, Quái Châu, uh, thành phố Hưng Yên Uh, thì cũng chia sẻ với các bạn rằng là uh, những cái chiếc ghế mới tinh như thế này khi nhập khẩu về Việt Nam thì uh, mọi người thường cũng hay hỏi chuyện với ngầu Pan rằng là vận chuyển về như vậy thì liệu có an toàn hay không và có no nắng về chiếc ghế nó còn được nguyên vẹn hay không bởi vì trong quá trình vận chuyển một quãng đường xa như vậy thì như các bạn cũng có thể thấy đây một chiếc ghế khi mà vừa bóc hộp ra và bóc tại ngay tại nhà khách hàng sau một cái quãng đường dài từ bên Nhật về đến Việt Nam của chúng ta thì đi qua rất nhiều công đoạn để có thể có được chiếc ghế tới tận tay khách hàng thì câu trả lời là các bạn có thể nhìn trên màn hình của chúng ta ở đây đó là một chiếc ghế rất là nguyên vẹn và gần như là không có tác động vật lý gì uh, của uh, cái tác động bên ngoài lên chiếc ghế bởi vì sao bởi vì khi người nhật họ thiết kế ra cái chiếc ghế cũng như là về cái cách thức đóng uh, hộp thì họ đã tính toán rất là kỹ rồi và các bạn có thể thấy rằng là những chiếc ghế này nó được bọc và được đặt vào các cái vị trí bởi vì sao cái tay của họ thì họ đã tháo ra và chỉ cần khi chúng ta nắp đặt thì chúng ta sẽ đặt nó vào cái vị trí đúng của mình như thế này các bạn có thể thấy thao tác của nhân viên kỹ thuật của Ngọc Gia Ban đưa chiếc ghế vào vị trí đặc biệt là cái tay ghế và các cái bộ phận kèm theo thì người Nhật người ta cũng rất là cẩn thận ngay từ những cái dụng cụ ví dụ như là cái vấn đề rằng là những cái nục giác à, từng con ốc thì họ cũng đã sắp sẵn cho chúng ta và chúng ta chỉ với những thao tác đơn giản nhất là chúng ta cũng có thể nắp được rồi. thì với những cái người dân bình thường thì hầu tất như tất cả mọi người thì đều có thể nắp được những cái chiếc ghế này bởi vì nó không có quá nhiều kỹ thuật gì khó khăn nhưng chỉ có một điều số cái điểm lưu ý rằng là ở khi mà mọi người tự nắp thì các cái thao tác nó sẽ nhiều khi nó không được thuần thục bằng những cái người kỹ thuật à, làm quen như ngọc japan rồi là những cái vị trí mà nắp ốc thì nhiều khi chúng ta không để ý chúng ta không đọc được cái hướng dẫn bằng tiếng nhật nên là chúng ta sẽ quên mất các vị trí mà cần nắp ốc nên là nó sẽ thừa ra một số cái linh kiện là vì vậy và thêm một số cái lưu ý nữa đó chính là về cái cách sử dụng bởi vì là khi mà à, có nhân viên hướng dẫn cho các bạn sử dụng thì nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều bởi vì nếu mà chúng ta mà xem trên cái hướng dẫn ở trên cái catalog của nhà sản xuất thì về cơ bản đây là ghế massage nội địa nhật nên là chúng ta hoàn toàn hướng sách hướng dẫn sử dụng hoàn toàn là bằng tiếng nhật thì đó cũng chính là cái mà khi mà có nhân viên thì nó sẽ thuận lợi hơn bởi vì các bạn ấy đã quen với cách sử dụng và các bạn ấy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách sử dụng nó dễ dàng và nó thuận lợi hơn thay vì chúng ta phải phân tích cũng như là dịch từng trang một trên cái sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và cảm ơn cô rất là nhiều đã ủng hộ và tin tưởng Ngọc Gia Bang chúc cô và gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe